Thưa quý vị, hôm nay 5 tháng 1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành trung ương, tổ chức đoàn thể chính trị. Hội nghị được kết nối tới 63 tỉnh thành cả nước. Tại đầu cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương tham dự. Năm 2021 là năm nhiều thách thức đối với đất nước, nhưng với sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và sự ủng hộ, đồng hành, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã thích ứng an toàn với Covid-19. Từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong thực hiện các nhiệm vụ của năm. Tham dự hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2022, Chính phủ sẽ điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chủ đề đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, đồng thời tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao vị trí của Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có bài phát biểu chỉ đạo định hướng công tác chỉ đạo điều hành cũng như tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong năm 2022.